chúng tôi xin được chào đón, hân hạnh chào đón Linh Mục Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Đông. Xin trân trọng kính mời cha. Xin cảm ơn anh Bon và xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi xin được kính chào toàn thể quý đồng bào. Hôm nay chúng ta không phân biệt tôn giáo, không phân biệt ba miền Bắc Trung Nam, thậm chí không phân biệt là chúng ta tới Úc là người tị nạn, là thuyền nhân hay là theo cái diện đoàn tụ hay là diện du học. Tất cả chúng ta hiện diện ở đây là người Việt Nam, là con rồng cháu tiên, là những người quan tâm tới tiền đồ của Tổ quốc, là những người quan tâm tới những cái biến cố đang xảy ra trên quê nhà của chúng ta. Quyền dân chủ, một Việt Nam đứng vững với cái thử thách mà chúng ta đang đương đầu ở thế kỷ 21 này. Thưa quý đồng bào, những ngày vừa qua, qua những cái phương tiện thông tin và nhất là trên mạng xã hội, chúng ta đã được biết một thảm họa ô nhiễm môi trường ở biển chưa từng thấy ở quê nhà. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Coi Sóc, Giáo Phận Vinh là nơi thảm họa này đã xảy ra và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu đồng bào, đã lên tiếng với tất cả những dữ kiện của một người quan sát cùng với một thái độ đúng đắn của một nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Ngài liệt kê những tác hại về sinh thái, về kinh tế, về sức khỏe của con người do thảm họa này gây ra. Sự hủy hoại môi trường và hệ sinh thái của thềm lục địa kéo theo sự điêu đứng khốn khổ của hàng triệu ngư dân đồng bào chúng ta. Chưa hết, những độc tố tồn lại lâu dài trong lòng biển sẽ ảnh hưởng tới người tiêu thụ, gây bệnh tật như ung thư, tổn thương não và có thể gây dị dạng quái thai cho các thế hệ mai sau. Đứng trước một thảm họa to lớn như vậy, nhưng nhà cầm quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo vẫn hoàn toàn vô cảm với những đau khổ của dân. Họ vẫn né tránh những việc công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa này. Họ vẫn bưng bít mọi tin tức liên quan đến thảm họa và phản ứng đầy phẫn nộ của người dân trong nước. Những cuộc biểu tình ôn hòa đã bị đàn áp một cách dã man qua hệ thống công an trị và mạng lưới côn đồ của những kẻ không còn lương tri và trách nhiệm. Tôi xin được đọc một bài thơ của người bạn Linh Mục. Buồn thay cá chết đầy bờ, thương thay dân đói, sống nhờ vào đâu, hận thay nhà nước làm ngơ, nhục thay quan chức hững hờ. Muôn dân dạng dựng nước vô hùng, biển kia nuôi sống giống dòng rồng tiên, cá tôm muối mặn biển lành, rừng xanh chủ phú vững bền giang sơn. Ai ngờ mới bốn thập niên, rừng tàn biển chết khắp miền kêu oan. Họa từ phương Bắc lan tràn, xả ra độc tố diệt tàn môi sinh, bao nhiêu hải sản chết sình, bao nhiêu thảm họa dân mình gánh đây. Ai người vì quốc quên thân, một phường đảng cướp hại dân vì tiền, vì bô nịnh hót bọn tàu, thẳng tay đánh đập lên đầu lương dân. Kính thưa đồng bào, thảm họa môi trường tại Vũng Áng và những phản ứng của những tà quyền Cộng sản Việt Nam cho chúng ta thấy một sự kiện không thể né tránh. Đất nước chúng ta bị cai trị bởi một hệ thống chính trị thối nát, một ý thức hệ đã bị ném vào sọt rác của lịch sử. Chế độ Cộng sản mới chính là thủ phạm của mọi phá hủy, mà không phải chỉ về lĩnh vực môi trường mà thôi quý vị, mà về xã hội, về kinh tế, về chính trị, về quốc phòng, về văn hóa và nhất là sự tàn phá của chính con người Việt Nam chúng ta. Nói tóm lại, đây là một sự băng hoại toàn diện đang diễn ra trên quê hương chúng ta vì chính thể Cộng sản. Sự kiện Vũng Áng cũng chỉ là tiêu biểu cho một sự tàn phá khủng khiếp do chế độ tượng trưng của sự ác. Tôi cho rằng chỉ có Việt Nam hết nô lệ bởi ý thức hệ Cộng sản, hết trói buộc bởi cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh tội đồ dân tộc, hết bị xương xích bởi định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới có thể vươn mình đứng dậy trước những thử thách của thời đại. Vì thế, thưa quý đồng bào thân mến, muốn cứu nước, muốn phục hưng đất nước, chúng ta không thể làm ngơ trước sự tha hóa, chúng ta không thể không cắt bỏ cái bíu ung thư là chế độ Cộng sản. Và tôi dám khẳng định rằng chúng ta không thể yêu nước mà không chống cộng và diệt cộng, vì cộng sản
Thưa quý vị, Cộng sản là biểu tượng của sự ác và ý thức hệ Cộng sản chính là căn nguyên và là cội rễ của mọi bế tắc, của mọi băng hoại mà người dân trong nước đang phải chịu. Kính thưa đồng bào, rồi lịch sử cũng sẽ đào thải những gì không còn thích hợp. Dù có ngoan cố, cưỡng lại, không thế lực nào có thể ngăn cản sức mạnh của lịch sử, cũng như không có chính thể nào có thể làm ngược lòng dân, làm trái lòng dân, lòng phản lòng dân mà sẽ tồn tại. Biến cố Vũng Áng chính là một lời hiệu triệu cho mọi người, con dân nước Việt chúng ta trên khắp thế giới cũng như tại quốc nội. Chúng ta hãy cùng nhau giải cứu Việt Nam thân yêu đang đứng trước vực thẳm của sự băng hoại hoàn toàn. Chúng ta cùng can đảm dấn thân cho tương lai của chúng ta và của những thế hệ nối tiếp. Chúng ta hãy góp một bàn tay khai thông những bế tắc, hầu cùng toàn thể dân tộc mở ra một kỷ nguyên mới cho quê hương đất nước. Hãy vượt qua sự sợ hãi. Đó là lời mà chúng ta cùng kêu gọi đồng bào trong nước, nhất là các bạn trẻ. Hãy vượt qua sự sợ hãi, hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bào tàn, đối trá và gian ác là chế độ Cộng sản, và cùng nhau khai thông dòng sông lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu của chúng ta. Xin cảm ơn quý đồng bào.